Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Khi ấy đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm thì người nói với các môn đệ rằng: "Phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông lời đó còn bị ẩn đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa, nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Bối cảnh của bài tin mừng hôm nay, tác giả Luca cho chúng ta biết, đang lúc mà mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, Người ta bỡ ngỡ về việc Đức Giêsu làm là việc gì? Nếu chúng ta đọc tin mừng ngay trước đoạn văn này, đoạn văn tin mừng này thì sẽ biết Chúa Giêsu ngài đã chữa lành cho một bé bị quỷ ám kinh phong. Và trước đó thì Ngài thực hiện những công việc chữa lành con người ta trừ quỷ. Rồi Ngài hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng. Năm ngàn người ăn no nên và còn dư 12 thúng đậy. Tất cả những điều đó bây giờ cho người ta một cái niềm hy vọng là Đức Kitô của Thiên Chúa đã xuất hiện. Như lời tuyên xưng của tông đồ Phêrô, thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Và tất cả những việc làm của Đức Giêsu Kitô đấy bây giờ cho con người, cho người cho người cùng thời của Ngài cái niềm hy vọng là Đức Kitô bây giờ đã xuất hiện rồi, đã xuất hiện. Và vì vậy mà người ta lấy làm gọi là thán phục, ngỡ ngàng mà có lẽ là cũng đầy hy vọng nữa vào chính Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên thì Chúa Giêsu lại cho chúng ta biết rõ cái tư cách đứng Kitô của Ngài, đứng Messiah của Ngài là ai. Cho nên Ngài nói với các tông đồ người nói với các môn đệ rằng phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây con người sắp bị nộp vào tay người đời đây là lần thứ hai Chúa Giêsu ngài tiên báo về cái chết của ngài một đấng Kitô một đấng Messia của Thiên Chúa mà bây giờ lại phải đi vào trong cái chết và đây ngài nói rõ đấy là con người sắp bị nộp vào tay người đời khi nói tới con người, tức là chữ con người viết hoa, nói tới việc Chúa Giêsu bây giờ chính là con người đích thực, con người hoàn hảo. Nếu như con người của chúng ta đã một thời Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và theo hình ảnh của Ngài giống như như Ngài thì bây giờ nơi Đức Giêsu Kitô đấy mầu nhiệm nhập thể, một vị Thiên Chúa lại đến trở thành giống hẳn con người chúng ta. Ngoại trừ tội lỗi, Thế bây giờ ở nơi Đức Giêsu Kitô là con người đó là con người đích thực, con người hoàn hảo. Và vì thế mà bây giờ tất cả những ai đón nhận tin lấy Chúa Giêsu như cộng đồng Vatican II có nói tới những ai mà càng ở gần với Chúa Giêsu, những ai đón nhận Chúa Giêsu càng ở gần với Ngài thì càng trở nên người bấy nhiêu. Đấy là con người viết hoa, con người hoàn hảo. Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Và bây giờ thưa quý ông bà và anh chị em, trong tư cách là những người sống và tin vào Chúa Giêsu Kitô và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đấng đã chết và đã phục sinh, nghĩa là Ngài đã chiến thắng sự giữ, chiến thắng sự chết, chiến thắng quỷ dữ. Và bây giờ ở trong Chúa Giêsu Kitô là chúng ta được ở trong sự sống viên mãn của Chúa, được ở trong ơn cứu độ của Chúa. Và vì vậy mà chúng ta được mời gọi ý thức rằng Chúa có đây và Chúa đang hiện diện, Chúa đang hiển trị ở nơi chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích trong sách giảng viên, có tác giả có nhắc nhở là dù sống ở trong thế gian này, trong thế giới này nó có nhiều thứ hấp dẫn, nhiều thứ mà lối cuốn nhiều thứ mà làm cho con người có thể thưởng thức vui hưởng nhưng mà đừng bao giờ quên đừng bao giờ quên rằng có chúa phải luôn tưởng nhớ đứng dựng nên mình và ý thức ngài đang hiện diện chúng ta cũng được mời gọi chúa giêsu thiên chúa làm người đang hiện diện đang hiển trị giữa chúng ta và ý thức được như thế thì thưa cương bà và anh chị em chúng ta trong đời sống đức tin trong từng giây từng phút sống tròn đầy cái sự ân ban của Chúa ân sủng của Chúa và hướng tới một tương lai tươi sáng mà Chúa đã hứa ban cho mỗi người tin chúng ta cho nên thưa quý ông bà và anh chị em hơn ai hết là những Kitô hữu chúng ta ý thức rằng Chúa Giêsu Ngài đã chiến thắng Và Ngài ban sự chiến thắng đó cho chúng ta Những người tin vào Ngài Và chúng ta những con người đang được tham dự vào Sự chiến thắng của Chúa Để nhờ đó mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta Dù có gặp phải khó khăn thử thách cam go Thì có Chúa Giêsu ở đó Ngài là con người đích thực Ngài là con người quyền năng Ngài là con người viết hoa Ngài trợ giúp chúng ta ở với chúng ta và đồng hành với chúng ta để cái điểm cuối cùng đó là chúng ta đạt tới hạnh phúc mà chính Chúa Ngài đã hứa ban cho mỗi người tin, vững lòng tin vào Ngài.